chỉ một cái phần 2-3% thì chúng ta cần một cái áp suất cao hơn để mở nó, áp suất lên đến 60 cm nước. Và đây chính là cái cơ chế sinh lý để tại sao Amato sử dụng những cái biện pháp mở phổi mà áp suất lên đến 60 nhưng mà hiệu quả thì cũng chưa được chứng minh, và thậm chí nó có thể gây tổn thương thêm cho phổi. Cái phần đấy thì cụ thể phía sau đấy. Thì rõ ràng cái áp lực cần thiết để mở phổi ấy, mở cái đơn vị đấy thì nó sẽ cao hơn nhiều so với cái áp lực cần thiết để giữ cái đơn vị đấy phổi. Nó mở rồi mà nếu các bạn để nó đóng thì công sức, cái nỗ lực để mở lại nó thì cao hơn rất nhiều so với lại cái nỗ lực mà các bạn giữ cho cái đơn vị phổi thì nó không bị xẹp lại. Vai trò của PEEP rất quan trọng, vai trò như thế. Thì hầu hết những cái đơn vị phổi thì được giữ mở ở áp suất đường thở khoảng 10 cm nước thôi. Đấy. Và một số đơn vị khác khó giữ hơn, tổn thương nặng hơn thì cần cái mức áp lực khoảng 20-25 cm để giữ cho đơn vị đấy, đơn vị phổi để mở. Thì tác dụng của PEEP ở những cái đơn vị đấy thì một mặt là nó duy trì cái lượng khí tối thiểu ở đơn vị mới mở, tức là cái đơn vị mới mở thì cái PEEP nó cung cấp một cái lượng không khí vào tối thiểu để duy trì đơn vị mở. Tuy nhiên những cái đơn vị mở sẵn ra rồi thì nó sẽ làm tăng rất nhiều cái không khí nó tập trung vào cái đơn vị mà đã rồi. Đây là cái phác đồ người ta nghiên cứu dựa trên cái mới mở và mở cái phế nang mở rồi và mới mở và phế nang đã mở sẵn rồi thì nó khác nhau ở cái tỉ trọng đấy. Tỉ trọng càng thấp này thì cái lượng không khí bơm vào cái phế nang đấy càng thấp, và tỉ trọng càng cao tức là cái phế nang nó đã mở sẵn rồi thì cái lượng không khí, cái volume nó đưa vào càng cao đấy. Ngoài ra PEEP nó cũng ảnh hưởng đến một cái yếu tố nữa mà chúng ta sẽ nghiên cứu phần sau, chính là cái FAC. FAC nó phụ thuộc vào mức PEEP và phụ thuộc vào cái độ giãn nở phổi. Đấy. Độ giãn nở phổi càng cao thì cái mức FAC càng cao, và PEEP càng cao thì cái FAC nó cũng dựa trên một vài cơ chế sinh cái cơ sở sinh lý như thế. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái phần PEEP và FRC ở phía sau. Như vậy PEEP là rất cần thiết, nhưng mà khi dùng PEEP cũng có thể gây rất nhiều những cái hậu quả nghiêm trọng. Điều chỉnh PEEP dựa nó có ba cái chiến lược chính để điều chỉnh PEEP, dựa vào tình trạng oxy hóa máu và dựa vào cơ học phổi thì chúng ta có thể sử dụng cái độ giãn nở phổi tối đa compliance nhé, dựa vào vòng lặp PV hoặc là dựa vào. Và một cái cách nữa để điều chỉnh PEEP là dựa vào thể tích, và vài cách khác nữa dựa vào CT, dựa vào những cái kháng trở phổi. Thì những cái cách đấy thì tôi không nhấn mạnh ở đây. Trên ba cách này, ba cách cơ bản. Thì nghiên cứu về PEEP trong ARDS thì lịch sử, đây là những cái nghiên cứu rất lớn dọc lịch sử từ Amato bắt đầu năm 1998 đến 2017, 2019, 2020 cũng có mấy cái nghiên cứu mới khá là lớn nhé. Đặc trưng thì cái nghiên cứu lớn đầu tiên đấy là cái chiến lược ARDS. Nó điều chỉnh PEEP dựa vào cái mức FiO2. Thì cái ARDS điển hình của nó chính là sử dụng cái ưu tiên sử dụng VT. Qua nghiên cứu thì có hai cái biểu đồ chúng ta nhìn thấy đấy. Biểu đồ màu đỏ này là sử dụng thông khí cái VT khoảng 6 ml trên kg. Biểu đồ trên này là VT 12 ml trên kg. Đây là cái VT truyền thống trước khi mà ARDS ra đời. Thì rõ ràng cái mức oxy máu P trên F cải thiện ở cái nhóm 12 ml trên kg. Các bạn thấy đấy, cao hoàn toàn khác biệt so với cái nhóm 6 ml trên kg. Tuy nhiên kết quả thực tế, cái tỷ lệ sống lại hoàn toàn phản ánh ngược lại. Đấy là gì? Cái nhóm 12 ml trên kg này tỷ lệ tử vong cao hơn hoàn toàn so với nhóm 6 ml trên kg. Như vậy đối với ARDS, cái mục tiêu liệu có phải P trên F không, thì hiện tại thì đối với lại P trên F là tăng do cái tăng VT này thì
đã xác định đấy là tình trạng không tốt cho bệnh nhân và gây tăng nguy cơ tử vong. Và chính vì thế người ta đưa ra cái phác đồ ARDS là duy trì cái VT thấp và cái PIP cao. PIP thì người ta xác định được hai cái bảng PIP, low PIP và high PIP dựa theo cái mức độ sử dụng FDI. Thì khi nào sử dụng bảng nào thì rõ ràng cũng phụ thuộc nhiều kinh nghiệm của từng bác sĩ lâm sàng một. Tuy nhiên một vài cái nghiên cứu đưa ra cái phân tích gộp năm 2017 đưa ra xem cái high PIP hay là cái phác đồ low PIP thì ưu thế hơn, thì nhiều tác giả favor cái chuyện high PIP hơn với cái tỷ lệ tử vong thấp hơn và oxy hóa máu cao hơn. Nhưng mà cụ thể như khuyến cáo thì cũng chưa đưa ra cái khuyến cáo cụ thể nên dùng low PIP hay là dùng tuyệt đối high PIP thì tùy từng bệnh nhân. Cái phương pháp cài đặt điều chỉnh PIP tiếp theo chính là điều chỉnh PIP theo cái cơ học phổi. Nghiên cứu năm 2008-2013 đưa ra đấy là cái khi mà cái PIP điều chỉnh theo cái complement thì cái tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn so với tỷ lệ cái nhóm mà PIP điều chỉnh bởi FIV2. Cái mức PIP cài đặt theo cơ phổi chính là cái complement, thì cái mức PIP trung bình thường nó cũng cao hơn so với lại cái nhóm cài đặt liên quan đến FIV2. Cái cách cài đặt này thì như thế nào ạ? Thì lâm sàng chúng ta sẽ thay đổi mức PIP, thường PIP có thể tăng dần hoặc giảm dần, có thể tăng từ 10 đi lên phía trên, mỗi lần tăng các bạn tăng khoảng 2 cm nước, và tại mỗi điểm PIP như thế chúng ta sẽ đo cái thông số về complement bằng cái cách bấm vào cái nút pause time, nút pause, dừng khi quấy thì hít vào đấy, thì chúng ta sẽ đo được cái complement và tại cái mức PIP nào cái complement cao nhất thì chúng ta sẽ giữ mức PIP ở cái mức PIP đấy là PIP tối ưu cho bệnh nhân. Thì một cái cách nữa dựa vào cái cơ học phổi thì chúng ta triển khai nữa kết hợp với lại cái nghiệm pháp huy động phế nang mà nhiều tác giả sử dụng, đấy là cái liệu pháp huy động phế nang hình bậc thang đấy, và điều chỉnh PIP. Bậc thang đây là gì ạ? Bậc thang là mức PIP chúng ta sẽ tăng dần lên. Các bạn nhìn thấy bậc thang PIP 5, PIP 7, 8, 10, PIP 15, 20, 25, thậm chí đến là cái mức PIP cao nhất chính là PIP 25. Tất cả đây đều là cài đặt cái mức PCV. PCV thường đặt là PC 15. Ví dụ ở đây cài đặt PIP 5 thì cái PIP đỉnh của nó khoảng cộng 15 nữa là PIP đỉnh nó đạt khoảng 20. Và đối với mức đỉnh này là khoảng 25 thì cái PIP nó đạt khoảng 40. Thì khi các bạn tăng PIP như thế là các bạn cũng đồng thời tăng lên cái áp lực đường thở lên mức 40, mà theo lý thuyết thì mức 40 thì huy động được đa số những cái phế nang mà có thể huy động được. Đấy, và khi mà huy động được rồi thì bắt đầu các bạn lại giảm mức PIP đến mức nào. Khi mà cái mức giảm PIP đấy, FIV2 bắt đầu giảm thì các bạn dừng lại ở cái mức PIP đấy. Thì là cái mức PIP tối ưu cho bệnh nhân. Đấy là cái nghiệm pháp huy động phế nang hình bậc thang cộng với lại điều chỉnh PIP. Đấy, thì đây là nghiệm pháp mà cũng nhiều tác giả sử dụng. Tuy nhiên là cái nghiên cứu lớn nhất chính là nghiên cứu ART đang trên JAMA đưa ra thì lại không theo mong muốn của nhiều tác giả, không theo sinh lý. Đấy là gì? Cái tỷ lệ mong của cái nhóm mà sử dụng cái nghiệm pháp huy động bậc thang cộng với lại điều chỉnh PIP lại cao hơn so với cái nhóm mà sử dụng cái low PIP. Thì kết quả rất không mong đợi. Và liệu cái kết quả này thì đã kết thúc cái vấn đề đấy là không huy động hình bậc thang cho bệnh nhân hay không thì không, nhiều tác giả không đồng tình. Tại vì sao? Tại vì khi cái nghiên cứu lớn này thì lại phân tích trên cả nhóm ARDS mức độ trung bình, PCDS
dưới 200 dưới và cả mức nặng từ trên áp dưới 100. Thì khi mà phân tích dưới nhóm và cộng với lại cái đáp ứng của tùy từng bệnh nhân nữa, có những bệnh nhân sử dụng cái biện pháp huy động bậc thang này thì lại cải thiện được oxy hóa máu, duy trì được oxy máu. Đấy là những bệnh nhân đáp ứng với lại huy động phế nang thì nó lại có những cái tác dụng nhất định. Chắc chắn sẽ còn nhiều nghiên cứu thêm nữa về cái liệu pháp huy động bậc thang này. Một cách nữa chúng ta có thể kể là tối ưu đấy chính là dựa vào cái đường cong PV. Đường cong PV thì chúng ta sẽ có cái sự thay đổi tuyến tính, sự tương quan giữa cái tăng áp suất và tăng thể tích để xác định được cái mức cong. Nguyên lý chung thì nó vẫn dựa vào cái sự thay đổi V trên P để thay đổi cái cong phải lên đấy. Cái khoảng ví dụ chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường thở vào của bệnh nhân đấy ạ. Cái mức này là mức tăng pip, tăng áp suất rất nhiều nhưng mà tăng thể tích rất ít đấy. Thì chứ tức là phế nang nó chưa được mở đấy. Và mức tiếp theo đấy là tăng thể tích đồng thời với tăng áp suất đồng thời với tăng thể tích rất là nhiều. Đây là cái khoảng tối ưu cho bệnh nhân. Và đến một cái khoảng nữa đấy là tăng áp suất nhưng mà thể tích không tăng nữa đấy, thì là cái mấu mấu nhọn ở đây. Thì chúng ta sẽ xác định được hai cái điểm, điểm uốn trên và điểm điểm uốn dưới của phác đồ này, của cái vòng lặp này. Thì mức pip tối ưu mà chúng ta cài đặt chính là cái mức pip mà trên cái mức pip điểm uốn dưới này khoảng 2 cm, chúng ta cộng vào 2 cm. Về tính chất thì cái vùng này này chính là vùng chưa được huy động này, vùng này chính là vùng huy động được rồi này, và vùng này chính là vùng căng giãn quá mức, có tăng thêm áp lực nó cũng không tăng được thêm thể tích nữa đấy. Thì mục tiêu chúng ta là duy trì phổi ở cái vùng này càng nhiều càng tốt, cái vùng mà huy động được cái phế nang này đấy. Thì cái mức pip các bạn xét ở trên cái điểm uốn dưới này khoảng 2 cm nước. Và khi mà xét mức pip ở trên khoảng điểm uốn dưới 2 cm nước thì các bạn phải xác định luôn đấy là cái áp lực đỉnh của bạn cũng không được quá cái điểm uốn trên này. Khi mà quá điểm uốn trên này gây nên căng giãn quá mức và gây nên nguy cơ về tổn thương phổi do áp lực đấy. Thì như vậy pip chúng ta cài đặt trên điểm uốn dưới và pPIC đấy, chúng ta sẽ cài đặt làm sao để tránh cái tăng vọt quá cái điểm uốn trên này. Đối với bệnh nhân béo phì là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ rất khó khăn trong quá trình thông khí. Tại vì tại sao thế ạ? Rất nhiều những bệnh nhân ARDS béo phì bọn tôi tiến hành cái thông khí bảo vệ phổi VT nhỏ 6 ml. Tuy nhiên cái P plateau tăng rất là cao, có những ca lên 35 40 35 40 cm nước. Đấy. Lý do là tại sao thế? Tại vì cái thành phần áp lực của bụng nó đẩy lên cộng với những cái thành phần áp lực tại thành ngực nó đẩy vào làm cho cái áp lực trong trong áp lực rất cao, P plateau rất cao. Tuy nhiên khi mà P plateau cao như thế, trên 35 40 như thế, liệu chúng ta có theo phác đồ ARDS không ạ? Chúng ta lại giảm VT tiếp, giảm VT như thế thì lại không đảm bảo được thông khí, lại làm giảm oxy máu và làm tăng CO2 máu. Chính vì thế người ta đưa ra cái phác đồ về sử dụng cái áp lực thực quản trong những trường hợp đặc biệt như trên. Đấy. Khi mà bắt đầu thông khí bảo vệ phổi 6 ml trên kg IVF cân nặng lý tưởng, chúng ta sẽ cài đặt mức pip. Và nếu mà P plateau nhỏ hơn 30 cm nước, chấp nhận cái mức 6 ml trên kg. Còn nếu P plateau lớn hơn 30 cm nước thì chúng ta sẽ tiến hành cái đo áp lực thực quản để đo cái thông số đấy là áp lực xuyên phổi, và dựa vào áp lực xuyên phổi để cài đặt cái mức pip nó phù hợp với bệnh nhân, chứ không dựa vào cái P plateau nữa. Khi P plateau cao thì bạn có thể giảm, một là giảm VT, thứ hai nữa có thể giảm pip, nhưng cả hai cái liệu pháp trên nó đều làm giảm thông khí.
giảm cái oxy hóa máu. Đây là cái sơ đồ về sử dụng cái bóng thực quản. Các bạn sử dụng một cái dụng cụ sông thực quản đi vào đường mũi, và cái bóng thực quản nó đạt ở 1/3 dưới của thực quản, đo áp lực thực quản. Dùng cái áp lực thực quản này để đại diện cho một cái đơn vị gọi là áp lực. Thì chúng ta sẽ có cái công thức, đấy là gì? Công thức đây là cái công thức áp lực đường thở trung bình, áp thở bình thường. Thì nó gồm có cái áp lực đường thở do cái kháng trở gây nên cộng với lại áp lực trong lòng phế nang cộng với mức PEEP. Thì cái mức áp lực trong lòng phế nang gồm có mức PEEP cộng với lại cái áp lực do cái giãn nở này. Còn cái áp lực xuyên phổi thì bằng cái áp lực trong phế nang này trừ đi áp lực của màng phổi. Thì cái áp lực bên trong này trừ đi áp lực màng phổi chính là sự chênh lệch giữa cái áp lực trong phế nang và ngoài phế nang. Và nếu mà áp lực trong phế nang, cái áp lực xuyên phổi này là âm ý, thì áp lực trong phế nang nó nhỏ hơn áp lực màng phổi. Như thế thì cái phế nang nó bị xẹp lại. Mục tiêu của thông khí dựa trên cái áp lực thực quản này thì là mức duy trì cái áp lực xuyên phổi này bao giờ cũng là dương, lớn hơn không. Nó có thể nhiều mức khác nhau nữa. Tanmore năm 2008 nghiên cứu rất sâu về này. Người ta còn điều chỉnh cái áp lực xuyên phổi này dựa theo cái SU2, nó có thể lên không lên 2, lên 4, lên 6, thậm chí lên 8. Nhưng mà hiện tại chung quy lại thì các bạn cứ giữ cái mức mà trên 0 là xác định được là cái phế nang này nó mở. Thì rất nhiều trường hợp P plateau tăng nhưng mà cái khi mà đo áp lực bằng phổi P plateau tăng, tức là cái nhưng mà khi đo cái áp lực thực quản tăng cao, ví dụ P plateau của bạn là 35, tuy nhiên cái áp lực đo được ở cái ở màng phổi ở cái thực quản của bạn cũng khoảng 35 thì là vẫn chấp nhận được. Nếu mà áp lực thực quản đo được lại là 40 mà áp lực P plateau của bạn đo 35 thì cái áp lực xuyên phổi là âm 5. Đấy, thì như thế các bạn có thể tăng tiếp cái mức PEEP lên cao nữa để cái áp lực P bằng loto lên thậm chí lên 40. Đấy, để cân bằng với cái áp lực của màng phổi. Thì một vài nghiên cứu đầu tiên đấy là Tanmore năm 2009 thì đưa ra cái thông số đấy là gì? Sử dụng cái áp lực thực quản thì cái P trên F cải thiện rất là tốt. Và cái covalent cải thiện cũng rất là tốt so với lại những cái điều trị cơ bản. Và Tanmore đưa ra cái tỷ lệ sống của cái nhánh sử dụng áp lực thực quản thì cao hơn so với nhóm thông thường. Khi mà sử dụng áp lực thực quản thì chúng ta phải nên lưu ý một cái đơn vị nữa, đấy là đơn vị về trên phổi, tức là cái sức căng. Sức căng thì nó phụ thuộc vào cái áp lực, cái driving pressure, tức là cái áp lực đẩy vào. Khi mà sự chênh lệch giữa cái P plateau với mức PEEP cao lên thì cái mức độ tử vong nó sẽ cao hơn, cái mức độ tổn thương phổi nó cao hơn. Tuy nhiên cái nghiên cứu mới nhất về cái áp lực thực quản năm 2018 đưa ra thì nó lại không được như mong đợi của nhiều người. Đấy là gì ạ? Gần như là không. Nghiên cứu này lớn hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Tanmore năm 2009. Thì cái mức mà người ta đưa ra hai nhóm, một nhóm đấy là sử dụng áp lực thực quản thường quy và một nhóm thì sử dụng PEEP dựa trên FEV2 theo kinh nghiệm, theo cái bảng của ARDS-NET, thì cái con số tỷ lệ tử vong nó lại không thay đổi nhiều. Như vậy cái sử dụng áp lực thực quản thường quy cũng không được khuyến cáo nhiều, mà chúng ta chỉ nên lựa chọn cho những cái đối tượng ưu tiên, đặc biệt là những đối tượng mà các bạn nghi ngờ tăng cái áp lực thực quản, tăng áp lực ổ bụng, tăng áp lực lồng ngực, những trường hợp béo phì.
các bạn sẽ cần lưu ý ở những cái bệnh nhân như thế. Và dựa theo chung quy lại thì không có một cái chiến lược lựa chọn PEEP nào tối ưu cho tất cả mọi bệnh nhân, mà các bạn sẽ phải lựa chọn những cái cách lựa chọn PEEP tối ưu tùy theo từng bệnh nhân một, cá thể hóa điều trị. Cái phương án cài đặt PEEP tiếp theo đến là cài đặt PEEP theo thể tích. Thì như chúng ta đã biết, cái nhiệm vụ PEEP chính là cái duy trì cái FAC. FAC là cái FAC là gì ạ? FAC chính là cái thể tích khí cạn chức năng này. Và dựa theo công thức chúng ta biết được cái áp lực chính bằng cái volume chia component. Đây là cái công thức kinh điển ạ. Thì đối với lại cái mức duy trì ở cuối thì thở ra, cái pressure chính là cái PEEP và cái volume chính là FAC. Và trên cái công thức cuối cùng đấy là PEEP bằng FAC chia component cuối thì thở ra, thì FAC bằng PEEP nhân component cuối thì thở ra. Thì cái vấn đề khi mà đo được cái FAC này, khi đo được cái mức FAC thì chúng ta sẽ cài đặt được cái mức PEEP để đạt được cái mức tối FAC tối ưu nhất. Một số cái yếu tố làm thay đổi cái FAC thì bao gồm những cái thói quen cơ thể, giới tính, tư thế, bệnh phổi và đặc những cái vấn đề về trương lực cơ hoành. Những cái thuốc gây mê thì làm giảm cái FAC, giảm cái khoảng 15-20% FAC. Và giảm FAC thì có thể dẫn tới những vấn đề về giảm oxy hóa máu. FAC là cái lượng không khí ở cuối thì thở ra, và khi mà cuối thì thở ra cái lượng FAC lớn thì cái trao đổi oxy nó vẫn đảm bảo giúp cho cái quá trình oxy hóa máu đảm bảo tốt hơn. Khi mà giảm FAC thì cái trao đổi oxy hóa máu thì thở ra nó sẽ kém đi. Và khi mà tăng áp lực đường thở, tăng cái PEEP hoặc tăng áp lực đường thở trung bình thì làm tăng cái FAC lên. Và khi mà tăng như thế thì sẽ cải thiện cái sự co giãn phổi, đảo ngược những cái vấn đề không tương xứng giữa thông khí và tiêm máu. Thì FAC thì đo có mấy cái loại máy đo được. R860 bọn tôi thường xuyên đo bằng R860, gồm có một bộ dụng cụ đo FAC. Thì khi gắn cái bộ dụng cụ đấy vào thì chúng ta sẽ có một vài thông số đánh giá được. Đầu tiên chính là những cái nghiệm pháp đo cụ thể FAC, mức FAC. Thì đánh giá được xem là cái FAC thời điểm này là 2000, ví dụ thời điểm này là 2632. Ví dụ sau khoảng 2-3 tiếng các bạn đo cùng cái mức PEEP đấy, FAC nó tụt xuống 2219, tức là đã có một lượng phế nang rất lớn đi rồi. Chúng ta sẽ phải cố gắng để tiến hành những cái liệu pháp huy động phế nang. Còn khi mà sử dụng tìm PEEP tối ưu thì chúng ta sẽ có nghiệm pháp gọi là PEEP in view. Phần PEEP in view này thì chúng ta sẽ tiến hành đo cái mức FAC ở nhiều cái mức PEEP khác nhau. Ví dụ ở đây chúng tôi đang tiến hành là mức PEEP từ 4-7, qua ba cái con số đo FAC tại PEEP bằng 4, PEEP bằng 6 và PEEP bằng 7. Thì ra ba cái con số FAC là 2002, tương ứng là 2001 và 2008. Thì khi mà đo thay đổi cái mức PEEP đấy thì cái FAC cũng thay đổi tương ứng. Thì các bạn sẽ đánh giá được cái mức thay đổi. Dù thay đổi cái mức thay đổi nào nó tăng cao nhất hoặc là giảm cao nhất thì chính là cái mức PEEP lúc đấy mà cái phế nang, một là nó bị xẹp lại, thứ hai nữa là nó bắt đầu mở ra. Đấy. Nếu các bạn tăng dần lên thì khi mà thay đổi cái mức thay đổi cái FAC cao nhất chính là cái mức PEEP mở ra, khi mà phế nang bắt đầu mở ra. Còn khi mà các bạn làm cái giảm xuống cái mức, ví dụ PEEP từ các bạn cài đặt PEEP từ 20 xuống 10 qua 5 bước thì cái mức mà có cái sự biến thiên FAC cao nhất, người ta gọi là delta FAC cao nhất, thì chính là cái mức PEEP đấy phế nang bắt đầu bị đóng lại. Đấy, thì chúng ta dựa theo
tại cái thời điểm mà cái FAC thay đổi nhiều nhất, chúng ta cài đặt mức pip ở thời điểm đấy, thì đấy cái mức pip tối ưu của bệnh nhân. Thì tóm gọn lại thì tìm pip tối ưu là rất quan trọng trong cái vấn đề thông khí phổi mở ở bệnh nhân ARDS, và có rất nhiều cái phương pháp xác định pip tối ưu. Mỗi phương pháp có một cái ưu nhược điểm riêng, không có một cái phương pháp nào đại sử dụng chung cho tất cả các bệnh nhân, và mỗi bệnh nhân các bạn có thể lựa chọn những cái cách tìm pip tối ưu phù hợp với lại bệnh nhân, làm sao để cải thiện được cái mức oxy hóa máu và vẫn đảm bảo được cái mức an toàn, không gây nên những chấn thương phổi cho bệnh nhân. Riêng về cái FAC thì giúp đánh giá cái mức độ nặng của ARDS và những cái diễn biến, tìm được cái điểm đóng mở phế nang, và từ đó chúng ta cài đặt được cái mức pip tối ưu phù hợp với bệnh nhân. Và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.